mọi người thấy đấy kim vừa đăng một bài viết về vấn đề này cụ thể là ăn cướp nội dung nếu muốn biết rõ thì có thể vào kênh của kim để biết chính xác hơn nhé có một chị gái đã ăn cướp video của kim và đăng video nhằm mục đích phốt lại kim người sở hữu bản gốc thật ra thì nhìn vào thời gian xuất bản có thể thấy rằng chị gái này đã ăn cướp video của kim nhưng chị gái này cũng đoán trước được nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ là giống nhau nhưng sau một lúc quan sát thì mình thấy không phải thế Mọi người có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai video. Nó khác nhau về bối cảnh và cả biểu cảm. Nhưng trang phục và nội dung thì giống nhau đến 90%. Nhưng mà độ hoàn thiện của chị gái không tốt bằng kim. Về màu sắc và còn không có sắp nữa. Theo mình thì đây không phải là ghi màn hình rồi đăng lại, mà là bắt chước nội dung. Trường hợp này thì không có gì lạ nữa rồi. Nhưng việc chị gái có thể tự mình làm video thì cứ sáng tạo thôi. Cần gì phải tạo đơ ra mơ với Kim làm gì, trong khi lượng người hâm mộ của Kim thì rất lớn nên chắn hẳn kênh của bạn ấy sẽ không trụ được lâu mà bay màu luôn. Không những bắt trước mà chị gái còn đăng video phút Kim. Rằng Kim đang bắt trước chị gái làm bạn bè và fan của Kim phải ra mặt nói lại. Nhìn mô tả thì mọi người cũng biết chắc rằng 18 không phải tuổi thật của chị gái. Vì không có người lớn nào lại tốn thời gian công sức ra để làm những việc này cả. Nói chung thì lấy danh nghĩa bạn bè. À không, danh nghĩa đối thủ cạnh tranh online với Kim. Thì mình muốn làm gì đó để bảo vệ đối thủ. Đùa thôi, vì lỡ nếu có lần mình bị bắt trước thì mong rằng Kim sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu mình không làm thì những người bạn khác của Kim cũng sẽ làm thôi. Thật ra thì chỉ để câu vừa chứ dạo này bị ai đi qua. Và thế là đủ, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nếu có hứng thú thì mọi người có thể xem thử chi tiết ở dưới phần mô tả. Thật lòng xin lỗi vì đã biến mất một thời gian. Mình sẽ cố gắng ra video đều đặn từ bây giờ. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình nhé. Ba ba.